Chúng ta đi đến ví dụ tiếp theo, câu B. Chúng ta sẽ khảo sát sự biến thiên của hàm số sau đây. Y bằng căn bậc 2 của x nhân với x trừ 3. Mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi. Thì như cô hướng dẫn các bạn, bước 1 các bạn làm chi nào? Bước 1 bạn sẽ đi tìm tập xác định. Gì? Tập xác định ở đây là gì kém? D bằng. D bằng gì? Không đến cộng vô cùng. Bước tiếp theo, các bạn tính cho cô đạo hàm y vậy. Nó ở dạng u nhân nhân v đạo hàm. Được chưa? Như vậy là bằng chi nào? U phẩy v cộng u v phẩy. Rồi. Sau đó các bạn quy đồng cho cô x trừ 3 cộng với 2x chia cho 2 căn bậc 2 của x. Như vậy làm đẹp, như vậy là bằng 3x trừ 3 chia 2 căn bậc 2 của x. Y phẩy bằng 0 khi chỉ khi x bằng 1 thuộc vào D. Rồi, thế bây giờ chúng ta thấy này. Nhiệm vụ của em tiếp theo là chúng ta sẽ đi sạch dấu của y phẩy. Chúng ta có một cái nhận xét. Vi này, cái mẫu của chúng ta này, đó, có đặc điểm gì không các em? Luôn lớn hơn 0 với mọi x dương. Nhớ là x dương ấy. Nên dấu của y phẩy là phụ thuộc vào dấu của ai, của cái đa thức tự, có nghĩa là 3x trừ trừ 3. Từ đó các em sẽ có một cái bảng biến thiên. Từ đó các em có một cái bảng biến thiên như sau. Y phẩy y trừ vô cùng gì cộng vô cùng. Rồi bây giờ trước hết là chúng ta sẽ đưa ra cái tập xác định này. Như vậy là không này, rồi tiếp theo là làm cho y phẩy bằng không là một này, đúng chưa? Ở đây các bạn lưu ý cho cô một điều rất là quan trọng, đó là gì các bạn biết không? Đó là gì? Cái tập xác định của chúng ta là từ không đến cộng vô cùng. Tuy nhiên tại chi x bằng 0 thì đạo hàm chúng ta nó không xác định, vì x này nó nằm ở mẫu, cho nên là x nó phải khác chứ không. Các bạn hiểu ý chưa? Đó. Trong trường hợp này là nhớ là khi bạn tính đạo hàm thì bạn loại thêm một điểm nữa là x bằng 0. Như vậy là cô vẽ là x bằng 0 vào đây. Phía bên này chúng ta bỏ ấy. Ta bỏ. Rồi, ở đây là bằng 0. Đa thức của chúng ta là một đa thức bậc nhất và dấu của nó thay đổi là trước trái sau cùng. Rồi. Đến đâu? Đây là gì? Các em thấy x bằng 0 vào này. X bằng 0 vào đây thì thẳng bằng 0 này. X bằng 1 vào. X bằng 1 vào chỗ này là bằng trừ 2. Bằng rồi cộng vô cùng thì đây bằng cộng vô cùng. Vậy chúng ta kết luận như thế nào? Vậy hàm số nghịch biến trên trên khoảng khoảng nào từ 0 đến 1, nhớ là từ 0 đến 1 nhé. Như bạn làm ngược ở dưới này đang đúng x, nghịch biến trên khoảng x. Rồi hàm số đồng biến trên trên khoảng từ đâu 1 đến cộng vô cùng. Rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua câu C. C. Y bằng x trừ 2 chia cho x bình phương cộng x cộng 1.
Cái này các bạn lưu ý cho cô là cái phương trình x bình phương cộng x cộng 1 này luôn luôn khác không với mọi x thuộc đâu R. Cho nên bước 1 tìm tập xác định D của các em chính là bằng R. Bước thứ hai là các em đào hàm y phẩy. Y phẩy là bằng gì nào? Các bạn sử dụng công thức là U chia V đào hàm. Như vậy là các bạn có là gì? Đó. U phẩy cái này bằng đào hàm bằng 1. Rồi trừ cái này đào hàm. Rồi U, cô nhắc lại này, U chia V đào hàm này. U chia V đào hàm này là bằng gì? U phẩy V trừ U V phẩy chia V bình phương. Đó. Tất cả chia cho cái này bình phương. Rồi, như vậy kết quả các em sẽ được như sau. Các em khai triển ra trừ x bình cộng 4x cộng 3. Rồi. Y phẩy bằng 0. Kéo theo là gì? Trừ x bình cộng 4x cộng 3 bằng 0. Các em sử dụng máy tính để tính nghiệm cho nhanh. Cộng, trừ, căn, 7. Và chúng ta sẽ có bảng biến thiên như sau. Rồi, trừ vô cùng, cộng vô cùng. Rồi, tập xác định của nó là R cho nên chúng ta chỉ cần ghi các cái nghiệm vào ra thôi. Rồi, tại đây nó làm cho y phẩy bằng 0. Các bạn lưu ý là dấu của y phẩy là chỉ phụ thuộc vào dấu của tử thôi. Vì mẫu là em thấy là x bình phương cộng x cộng 1 là nó luôn lớn không thôi. Rồi, như vậy dấu của nó là dấu của tam tất bậc 2 này. Trừ x bình phương cộng 4x cộng 3. Dấu của tam tất bậc 2 này là sao các em? Đây là phương trình bậc 2, nó có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất, nghiệm thứ hai. Như vậy, dấu của nó xác định là gì? Trống trải, ngoài cùng. Như vậy, trống mang dấu cộng, ngoài cùng mang dấu trừ. Được chưa nào? Rồi, đi như thế nào? Đi xuống. Đi lên. Đi xuống. Rồi, là cộng vô cùng. Đây là trừ vô cùng. Các em có thể lấy máy tính đó tính nghiệm chỗ này cho cô, có tính giá trị cho cô. 2 căn 7 chia 3. Trừ 5 cộng 2 căn 7 chia 3. Và chúng ta kết luận như thế nào? Vậy hàm số đồng biến trên khoảng hai trừ căn 7 đến 2 cộng căn 7 và hàm số nghịch biến là có hai khoảng đấy các em này, trên các khoảng là gì? Trừ vô cùng đến 2 trừ căn 7. Nhớ này, chỗ này các em ghi này, trên các khoảng ở chỗ này các em có thể ghi cho cô là chữ và hoặc là dấu phẩy. Đó. Đừng không được ghi là các em không được ghi là dấu dấu hợp nhé. Các em ghi hợp là sai đó, không được ghi dấu hợp nhé. Rồi. Như vậy là chúng ta vừa mới xong cái bài này. Nhớ quy trình làm. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với cái định lý này. Nếu f phẩy x lớn không với mọi x thuộc k thì hàm số f(x) đồng biến trên k. Nếu f phẩy x âm với mọi x thuộc k thì hàm số f(x) nghịch biến trên k. Bây giờ vấn đề đặt ra là chiều ngược lại của đúng không? Và nó đúng trong trường hợp nào? Các em hiểu chưa? Rồi thì
Lưu ý cho cô này. Nếu một hàm số mà nghịch biến hay là đồng biến trên khoảng k thì đạo hàm của nó có nhất thiết phải dương âm trên khoảng đó hay không? Rồi thì chúng ta lưu ý cho cô này, cô nhắc lại chỗ này một chút.